Bữa nay mình sẽ đưa mọi người đi xuống đập chơi nha. Tụi mình sẽ đi bằng vỏ lãi nha. Áo đỏ chứng tỏ là ông chủ đập kim tài xế bữa nay luôn nha. Đoạn nào không có sóng thì tụi mình sẽ ngồi im ngắm cảnh. Còn đoạn nào có sóng thì lướt nha. Xuống tới nơi rồi thì vào việc thôi. Ở trong lòng là mấy con cua mà ông chủ đã chuẩn bị sẵn cho tụi mình. Bây giờ đem lên mở ra cho mọi người xem nha. Nguyên một bầy cua, con nào cũng lấy bự bự không nha. Cái đó là cua trong lòng thôi, còn cua trong nhà đem ra nữa nè. Giới thiệu với mọi người, đây là thằng bạn mình, nữ hoàng trói cua. Anh review cưng con cua anh, coi tối gì cái này ơi. Review vô ơi. Đấy, càng luôn rồi bà ơi. Ngoài cua ra thì còn có hàu nữa, có một rổ 30kg đó. Hàu nướng phô mai, hàu nướng mỡ hành, tụi mình sẽ chung tay nhau tự làm hết nha. Còn đây là thức ăn dự trữ, mình thuần phục nó nãy giờ mà nó thấy mình nó chạy không. Có con này dễ thương nó cho mình nựng nè, lát thì mình sẽ gấp đồ ăn cho nó ăn. Tranh thủ mình xách cần câu đi câu, biết đâu may mắn lại bắt được cá to thì sao. Nhưng mà bữa nay xu rồi nha mọi người, không có con cá nào hết. Uầy, đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Cái này là tôm sú rồi, tối sôi đục chừa lại nè. Mấy con cua luộc xong rụng càng rụng que hết trơn rồi. Dân miền Tây tụi mình đi chơi ít khi nào mà thiếu cái thứ nước lúa mạch để trên bàn lắm. À, cái này mới là thức ăn dự trữ nè. Ở đây có ai từng ăn cơm với hàu tái chưa? Hồi đó tôi cũng hay ăn vậy lắm, nhưng mà từ khi bị gút tới giờ là tôi không ăn nữa. Còn đây là bạn của tôi, nó chưa bị gút nên nó ăn dữ lắm. Hồi nãy cái lúc mà tôi đi câu cá đâu có ngờ nó nhả nó nhảy xuống sân sò nó bắt sò luôn. Sò huyết trụng nước sôi 30 giây nha mọi người. Còn cái này kêu là cá nâu bóng đêm. Hồi bữa đứa nào dành chiên đâu quên mất tiêu rồi. Thằng em tôi khúc này nhớ ghệ, vừa hát vừa khóc luôn. Cái gì chứ mấy anh em tôi dễ nuôi lắm, uống không nổi chứ ăn như cái máy vậy. Trưa nắng chưa chịu nghỉ còn bài đi nữa chứ. Nó chi bò đi đua ghe nha mọi người. Hồi sáng là tôi đi chiếc ghe màu xanh nhưng mà tôi bắt bò chiếc ghe màu vàng. Nhà tôi ở khúc này tôi biết chiếc ghe màu vàng nó chạy dữ lắm. Đua ghe chỉ là phụ thôi, thật ra đoạn này tụi mình đang chạy qua chòi ông anh để chơi tiếp nha. Rồi rồi rồi, tới nơi nha, chuẩn bị tăng 2 nha. Và đây sẽ là tăng 2, mấy anh em tụi mình sẽ ngồi quay quần, nói đủ thứ chuyện trên đời hết. Tâm chó cỏ cho mọi người. Một chút quay là anh Tâm. Đây là chú xe nè mấy người ơi. Đây là Nút chủ chòi nha. Hồi sớm ở dưới kia là tụi mình có gọi anh rồi, nhưng mà anh nói là mắc chữ chòi đi không được. Vậy là bây giờ tụi mình kéo xuống đây luôn. Cũng lâu rồi mình mới thấy là cái nền đất như vậy. Ở trên nền đất là một cái giường, còn ở trên giường là à mà thôi. Đây là con mực của anh Nút, nhìn nó thấy thương quá ha. Vẫn chưa hết, tiếp theo là Dương Mục đi chặt dừa nước. Hình như mùa này dừa nước đang vào mùa nghịch. Tụi mình thử mười mấy buồn nhưng mà chỉ chặt được 2 buồn dừa ăn thôi. Quay vòng một hồi thì cũng đã chiều rồi. Tụi mình sẽ chia tay anh Út đi về nha.